Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 44 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Nhật ký theo đuổi Nepot. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Tống Dung Đức đang gấp gáp đưa Lâm Minh Kiều tới bệnh viện, thì ở một bên khác, Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan vừa tìm được một quán ăn đêm ngồi xuống, chuẩn bị ăn mấy con tôm càng. Tống Dung Đức đột nhiên gọi điện thoại, giọng nói vừa run rẩy vừa đầy căng thẳng. Khương Tuyết Nhu, cô đến bệnh viện đi, Minh Kiều sắp sinh rồi. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, sao lại sắp sinh chứ, vừa rồi ăn uống không có dấu hiệu gì mà. Đừng hỏi nữa, đi thôi, cô ấy muốn cô tới. Tống Dung Đức nói xong thì liền nhanh chóng cúp máy. Nguyễn Nhan ngẩn người, sau đó lại lập tức đứng dậy. Tôi đi cùng với cô. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Rõ ràng Lâm Minh Kiều còn 1 tháng nữa mới tới ngày dự sinh, lại đột ngột sinh non. Cô có chút nghi ngờ do mình cùng Lâm Minh Kiều đi mua sắm. Nếu biết, hôm nay cô đã không rủ Lâm Minh Kiều đi chơi. Cô vội vàng chạy tới bệnh viện, vừa vặn đụng phải vợ chồng Tống Phương Quý cùng Lâm Thanh Phương, phu nhân của Tổng thống. Tống Thanh Duệ đi tới. Lâm Minh Kiều đã được đẩy vào trong phòng sinh. Qua một cánh cửa, cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ bên trong. Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan nghe xong thì đều đau lòng. Lúc trước, hai người rời đi, Lâm Minh Kiều vẫn không sao cả. Nhưng không ngờ trong nháy mắt lại trở nên đau đớn như thế này. Trung Nghệ Vi khó chịu nắm lấy tay của con trai của mình. Không phải là tháng sau mới đến ngày sao? Sao lại đột nhiên trở dạ chứ? Còn không biết. Tống Dung Đức thoáng ngẩn người, không dám nhìn mẹ. Nếu để cho người khác biết mình cùng Lâm Minh Kiều tranh cãi, cô ấy tức giận đến mức sinh non, không biết có phải sẽ bị giết chết hay không nữa. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói, cô à, có lẽ con không tốt, có lẽ buổi chiều con cùng với Minh Kiều đi mua sắm khiến cô ấy mệt mỏi. Trước khi sinh con phải đi bộ rất nhiều, mua sắm thì cũng phải đi bộ, không trách cô được. Trung Nghệ Vi không có ý nói cái gì, đành phải nói, chỉ cần bình an sinh ra tới thì tốt rồi. Tống Dung Đức đứng đó im lặng, Tống Thanh Duệ liếc anh một cái, đột nhiên nói, anh, chị Minh Kiều sinh non khi ở với anh lại cùng với chị ấy cãi nhau khiến cho cô ấy tức giận đến mức sinh non có phải không? Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh ấy. Rốt cuộc ai cũng biết là Minh Kiều và Tống Dung Đức luôn luôn cãi nhau, hai người không có gì sai. Vừa gặp nhau liền giống như hai quả địa cầu đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Nước mắt của Tống Dung Đức cứng đơ, hồi lâu mới dừng lại. Tôi với cô ấy cãi nhau vài câu, cô ấy đột nhiên đau bụng. Trung Nghệ Vi sắc mặt chợt lạnh như băng. Chỉ là cãi nhau vài câu thôi sao? Còn đã nói cái gì, làm cái gì mà khiến cho người ta phải sinh non? Còn hỏi cô ấy, có phải tối nay ăn tối với người đàn ông khác không? Cô ấy nói rằng muốn tìm mùa xuân thứ hai. Còn tức giận nói vòng eo của cô ấy như cái xô, còn đẹp quần áo cô ấy mua tặng cho người khác, sau đó thì cãi nhau được một lúc thì cô ấy đau bụng. Tống Dung Đức cúi đầu ấp úng nói ra chuyện gì. Phương Tuyết Nhu rất khó chịu, cô ấy tối nay ăn cơm với tôi mà, tôi biết là cô, nhưng mà có 3 bộ bát đũa, còn có một người. Tống Dung Đức khó hiểu nói, là tôi. Nguyễn Nhan vẻ mặt rất lạnh lùng, cô không ngờ tới chỉ vì đi sớm lại khiến Tống Dung Đức nghi ngờ Lâm Minh Kiều. Hơn nữa, cô ấy là vợ của anh nên biết cô ấy là người như thế nào. Vợ anh đang mang thai 9 tháng mà anh hỏi như vậy, bản thân anh đang chất vấn nhân cách của cô ấy, thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ tức giận. Đúng vậy, Minh Kiều vất vả lắm mới vì anh mà sinh con, anh còn suốt ngày nghi ngờ này nọ, nếu là tôi chắc sẽ bị anh làm cho tức chết mất. Trung Nghệ Vi khó chịu đến mức tát vào mặt của Tống Dung Đức một cái tát. Mẹ đã nói gì với con rồi? Hai người kết hôn, cô ấy mang thai. Kết quả thì sao? Con còn mặt mũi nói eo cô ấy như cái xô. Cô ấy vì ai mà trở thành cái xô hả? Là vì con đó. Cô ấy muốn mua một chiếc váy đẹp, con thì lấy quần áo của cô ấy làm quà tặng cho người khác. Con là đàn ông sao? Tại sao mẹ lại sinh ra con chứ? Một người như thế này. Mẹ, con xin lỗi. Con không nghĩ... Tống Dung Đức bị mắng te tua. Anh không muốn như thế này, và ngay cả khi nhìn lại, anh cũng không thể tin rằng mình đã làm ra chuyện như vậy. Anh không muốn, nhưng anh cũng đã làm rồi. Còn nói nữa, Lâm Thành Phương cũng nhíu mày.
Ông Dùng Đức, tôi tưởng rằng sau khi trải qua chuyện chú của anh, tôi tưởng rằng anh có thể trưởng thành hơn, nhưng không ngờ. Ông Dùng Đức liền cúi đầu càng thêm sâu xuống. Anh không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Lâm Minh Kiều, anh luôn nói ra những lời khó nghe, thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng. Anh ấy không muốn điều này. Trung Nghệ Vi thở dài, dù là con ruột của mình, đánh đập thì cũng đánh rồi, mắng mỏ thì cũng mắng rồi, thậm chí còn đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn cứ như thế này đây. Bà thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Con xin lỗi chúng ta thì có ích lợi gì chứ, con nên xin lỗi Minh Kiều kìa, bà mẹ của cô ấy, xin lỗi vì đã tổn thương con cô ấy. Tốt hơn hết, con nên cầu nguyện đứa trẻ được sinh ra bình an. Con hãy tự suy nghĩ đi, lúc đầu hai đứa đến với nhau là vì đứa bé, để không ảnh hưởng đến thanh danh của Tống gia nên bất đắc dĩ mới kết hôn. Bây giờ đứa nhỏ đã sinh ra, mẹ thấy Minh Kiều sẽ không còn muốn tiếp tục sống với con nữa. Những chuyện này khiến cho Tống Dung Đức buồn bực không thể giải thích được. Mẹ, đứa nhỏ sinh rồi, làm sao có thể ly hôn chứ? Thật không tốt cho đứa bé. Này, con nghĩ như vậy, nhưng người khác thì không nhất thiết nghĩ như vậy đâu. Trung Nghệ Vi chế nhạo trầm trọng. Người kia mà bà nói đương nhiên là Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức lầm bầm, con sẽ thuyết phục cô ấy. Nguyễn Nhan và Khương Tuyết Nhu liếc nhìn nhau một cái. Hai người đều rất khó chịu với Tống Dung Đức, nhưng người nhà họ Tống vẫn ở đó. Người nhà họ Tống cũng đánh rồi, mắng thì cũng mắng rồi. Hai người họ tốt nhất là không nên xen vào. Bây giờ chỉ có thể chờ Lâm Vinh Kiều sinh đứa nhỏ rồi mới nói tiếp. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì bên trong cũng yên tĩnh trở lại. Không lâu sau, y tá quấn một đứa bé đi ra ngoài. Biết được thân phận người bên ngoài không tầm thường, y tá cười híp mắt nói: "Thưa phu nhân, chúc mừng, Tống thiếu phu nhân sinh một vị tiểu thiên kim rất khỏe mạnh, 2 cân 8." "Cảm ơn nhiều." Trung Nghệ Vi đưa một phong bì đỏ nhanh chóng nhận lấy đứa bé. Tống Dung Đức cũng tràn ngập mong chờ bước tới. Tiểu thiên kim của anh ấy từ trong bụng ra tới nhăn nhúm giống như một con khỉ nhỏ. Đây là con của tôi sao? Dáng dấp tôi đẹp mắt như thế này, đứa bé sao lại như vậy chứ?" Im miệng. Người của Tống gia đều hướng về phía anh ấy mà cảnh cáo. Đại khái đều biết rằng trong miệng anh ấy không có một lời nào tốt đẹp cả. Tống Dung Đức bị giáo huấn làm cho tức giận. Trung Nghệ Vi chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Đứa bé mới sinh ra đều như vậy cả, từ từ lớn lên thì sẽ khác thôi. Hơn nữa, đôi mắt nhỏ, mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn thật xinh đẹp. Tống gia không có gen xấu đâu. Không sai, Tống Hương Quý cũng gật đầu hỏi. Mẹ đứa bé xảy ra chuyện gì sao? Sao còn chưa có đi ra? Phía dưới bị rách, bác sĩ đang khâu lại vết thương. Y tá cười nói, xin lỗi, giao đứa nhỏ cho tôi phải tắm cho em bé. Tôi đi cùng với cô. Dung Đức, con ở đây canh giữ cho mẹ. Trung Nghệ Vi đi theo y tá rời đi. Sau khi rời đi không bao lâu, Quý Tử Uyên đi tới. Anh Tuấn khôi ngô tuấn tú, mặc áo choàng trắng. Ánh mắt đen kịt của anh liếc nhìn những người có mặt. Ánh mắt dừng lại thêm vài giây trên người của người phụ nữ bên cạnh Khương Tuyết Nhu. Nguyễn Nhan nhíu mày, trong tiềm thức lùi về phía sau Khương Tuyết Nhu vài bước. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu cười gật đầu với Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên nhướng mày đi tới chỗ Tống Dung Đức, vỗ vỗ bờ vai của anh ấy. Chúc mừng. Tống Dung Đức hơi ngẩn ra sau khi nghe xong giọng nói của Quý Tử Uyên cười nói. Tử Uyên, anh đến muộn, không thấy con gái của tôi vừa mới sinh ra. Bây giờ y tá đưa con bé đi tắm rồi. Tôi không thể tin được bây giờ tôi đã được làm ba đó. Tương lai hãy là một người cha tốt. Quý Tử Uyên trầm giọng nói, phụ nữ sinh con không dễ dàng, hãy đối xử với cô ấy tốt hơn một chút. Tôi nhất định sẽ. Tống Dung Đức gật gật đầu, tôi đột nhiên cảm thấy được mình thực sự không đúng, tôi phải chịu trách nhiệm. Và đến hơn 10 phút sau, Lâm Minh Kiều mới được đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, trán ướt đẫm, càng thấy yếu ớt bất lực. Tống Dung Đức nghiêng người, trái tim co rút, môi mỏng mấp máy. Minh Kiều, em có ổn không? Lâm Minh Kiều khẽ nhúc nhích lông mi, không để ý tới anh. Tống Dung Đức không biết nói gì để an ủi cô. Sau khi đẩy giường đến khu VIP, y tá nói, Tống Thiếu, anh có thể bế vợ lên giường lớn được không? Tống Dung Đức xoay người chuẩn bị ôm người thì Lâm Minh Kiều mở to hai mắt, liếc nhìn anh với vẻ mặt chán ghét. Đừng đụng vào tôi. Tống Dung Đức sững sờ, rất nhiều người đều nhìn anh xấu hổ thất vọng nói. Em không cần quan tâm tôi bế em như thế nào. Lâm Minh Kiều, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Hiện tại lúc này em là yếu ớt nhất. Cho dù tôi tự mình bò qua, tôi cũng sẽ không để anh bế đâu. Lâm Minh Kiều dùng sức ngồi dậy, vừa khâu ở dưới vừa động, thân thể run lên một cái đau đớn. Khương Tuyết Nhu là người đi tới, nhanh chóng ôm lấy cô.
Nguyễn Nhàn, hai người chúng ta khiêng đi. Mấy người phụ nữ cùng nhau bế Lâm Minh Kiều lên giường lớn. Lúc này Trung Nghệ Vi cùng với đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ đi vào. Lâm Minh Kiều mở mắt ra, nhìn thấy đứa nhỏ được đặt trước mặt, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đối với trẻ em, cô ấy chắc chắn thích nó. Tuy nhiên, cô sẽ không quên rằng chính vì đứa con này mà cô đã kết hôn với tên khốn Tống Dung Đức. Nghĩ đến việc mình sinh non, mắt cô không khỏi đỏ hoe. Cô muốn ly hôn, nhưng không thể vì mới khổ sở sinh ra được đứa bé này. Nhưng sau khi tiếp tục với Tống Dung Đức, cô lại cảm thấy mệt mỏi. Tống Dung Đức. Tống Vương Quý nháy mắt liếc nhìn Tống Dung Đức. Tống Dung Đức thành thật bước đến bên giường xin lỗi. Minh Kiều, thật xin lỗi. Trước đây tôi không tốt. Tôi là đồ khốn nạn. Tôi không nên nói những điều khó nghe đó làm cho em kích động. Anh không sai. Tôi vốn là eo cái xô. Lâm Minh Kiều hờ hững ngắt lời anh. Trung Nghệ Vy nói, Minh Kiều, mẹ vừa mới đánh nó rồi. Nó là đồ đê tiện, không quản được cái miệng. Hiện tại con sinh con, không còn giống như trước kia nữa. Giữa hai vợ chồng luôn luôn có khoảng thời gian chung sống, liền sẽ tốt thôi. Dung Đức, sau này con không thể làm ra những chuyện như thế này nữa. Minh Kiều vì con mà không dễ dàng sinh ra đứa bé. Sau này con phải toàn tâm toàn ý vì đứa bé và cố gắng. Cũng phải cho đứa bé một gia đình hạnh phúc. Con không hy vọng là con mình sinh ra sống trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh chứ. Mẹ, con hiểu rồi. Tống Dung Đức vội vàng gật đầu. Khương Tuyết Nhu thầm thở dài. Quả nhiên là Tống phu nhân thật sự có thể nói ra những lời đó. Không chỉ dạy dỗ Tống Dung Đức mà còn nhắc nhở Lâm Minh Kiều những thiệt thòi khi sống trong gia đình đơn thân. Lâm Minh Kiều cũng rất khó chịu, nhưng một lúc sau thì vẫn nói, lúc trước tôi phải lấy anh vì đứa bé và thanh danh của cha nuôi. Bây giờ đứa trẻ đã ra đời rồi, cha nuôi cũng đã ngồi vững vàng vị trí tổng thống. Tôi nghĩ tôi và anh ấy không cần phải tiếp tục sống với nhau nữa. Tống Dung Đức sắc mặt thay đổi. Tôi đã nói rồi, tôi trước đây không phải là cố ý. Nếu không phải em muốn tìm người tình thứ hai, tôi sẽ không tức giận đến như vậy. Tôi nói tôi đi tìm tình yêu thứ hai xong. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Là anh vừa mới vào cửa, đã nghi ngờ tôi đi ăn với đàn ông khác. Tống Dung Đức, tôi vừa mua một ít quần áo mà tôi thích, cũng không tiêu tiền của anh. Tại sao anh lại lấy quần áo của tôi đưa cho người phụ nữ khác? Tôi thực sự chịu đủ con người của anh rồi. Tôi cũng chán ghét anh nữa. Từng lời từng chữ của cô ấy như một cái búa bị đóng một cái nặng nề. Nếu là trước kia Tống Dung Đức trực tiếp phát điên rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy đứa con yếu ớt của cô ấy sau khi sinh, đôi môi mỏng của anh lại mím chặt một cách khó chịu. Tống Vương Quý đau đầu nhìn hai đứa nhỏ này. Minh Kiều, con vừa mới sinh em bé, sau này hẵng nhắc tới chuyện này có được không? Con xem đứa nhỏ có đói không? Chắc đứa bé đói rồi đó. Con cần nhanh chóng cho nó bú đi. Trung Nghệ Vy nhanh chóng gọi người cho con bú, sau đó cho mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan ở bên trong. Cậu thật sự muốn ly hôn sao? Khương Tuyết Nhu nhìn Lâm Minh Kiều ánh mắt lo lắng. Cậu đừng hấp tấp, còn nếu ly hôn, Tống gia nhất định sẽ giành quyền nuôi con. Lâm Minh Kiều quay đầu nhìn đứa nhỏ mềm mại đáng yêu đang ở trong khăn. Lòng cô đau xót vô cùng. Trước khi sinh con, cô không cảm thấy đau lòng, nhưng sau khi sinh ra đứa bé, cô nhận ra rằng đó là sinh mệnh và không dễ dàng từ bỏ được. Cô ấy nghĩ nếu như sau này không được gặp con, cô ấy sẽ rất đau lòng. Nhưng tôi không thể chịu đựng được Tống Dung Đức, người đàn ông đó nữa. Lâm Minh Kiều vừa mới sinh con, vô cùng đau khổ, nước mắt lăn dài. Anh ta là đồ khốn nạn, nếu như anh ta không chọc giận tớ, hôm nay tớ sẽ không sinh non. Tớ không quan tâm, ngay sau khi cha mẹ tớ đến, tớ sẽ ly hôn. Bên ngoài phòng, Tống Dung Đức cũng tràn đầy suy sụp. Anh không ngờ Lâm Minh Kiều đến cuối cùng, sau khi sinh xong vẫn sẽ ly hôn với anh. Còn nghĩ như thế nào? Tống Vương Quý nhìn anh. Trung Nghệ Vy lo lắng nói. Đương nhiên không thể ly hôn, đứa nhỏ thật đáng thương. Nếu như người ta nhất quyết muốn ly hôn, Tống Vương Quý cáu kỉnh nói. Mấy lời Minh Kiều nói không sai. Ngay từ đầu vì sao lại kết hôn trong lòng ai cũng nên biết rõ. Hai người không có tình cảm gì cả. Mọi người im lặng một lúc. Tống Dung Đức đột nhiên hoảng sợ. Mọi người có ý gì chứ? Sẽ không ủng hộ việc ly hôn của con đấy chứ? Lần này ngay cả Lâm Thanh Phương cũng không nhịn được. Không muốn ly hôn thì hãy nhanh nhanh mà đi làm cái gì đó để cho người ta đổi ý đi. Chúng tôi cũng không có lý do gì mà ép hai người không được ly hôn. Nhất định phải bắt hai người ở cùng với nhau. Đợi lát nữa, bà mẹ Minh Kiều đến. Mẹ còn không có mặt mũi nào mà nói vì con mà khiến cho Minh Kiều sinh non nữa. Trung Nghệ Vy khó chịu mà chỉ trích. Người ta mua hai bộ quần áo mà nói này nói kia. Mẹ, nếu là phụ nữ thì cũng sẽ nhận xét con đúng là phiền phức.
Đã không cho cô ấy tiền của mình thì thôi đi, đằng này suốt ngày gây khó dễ. Nếu như không phải con là do mẹ sinh ra, mẹ đều không muốn nhận con là con trai của mẹ nữa. Thật là quá xấu hổ mà. Tống Dụng Đức, anh ấy đến mức không thể chịu nổi như vậy sao? Anh cho rằng Lâm Minh Kiều ăn mặc xinh đẹp đi tìm tình yêu thứ hai nên mới làm như vậy. Còn nữa, anh ấy không phải là không muốn cho Lâm Minh Kiều tiêu tiền của mình, chính là Lâm Minh Kiều không muốn tiền của anh ấy. Anh làm sao có thể keo kiệt, hẹp hòi đến mức như vậy chứ? Tống Dụng Đức bị oan làm cho tức muốn chết. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng lại mở ra. Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan cùng nhau bước ra ngoài. Tống Dụng Đức kiên trì nhìn hai người. Cô ấy thế nào rồi? Cho con bú sữa. Khương Tuyết Nhu nói với Nguyễn Nhan sau khi trả lời. Trở về đi, đêm nay tớ ở đây với Minh Kiều. Nguyễn Nhan gật đầu, người Tống gia rời đi cũng nhẹ gật đầu. Quý Tử Uyên vừa dựa vào trên tường, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, chân dài đi lên. Tống Dụng Đức thận trọng cười với Khương Tuyết Nhu. Không làm phiền cô, tôi cũng về đi. Thức khuya để người chồng này làm là được rồi. Khương Tuyết Nhu ôm ngực nhìn anh. Tống thiếu, tôi cũng muốn cho anh một cơ hội này. Nhưng Minh Kiều vừa mới sinh con, vừa nhìn thấy anh liền bực bội. Còn anh là người không quản được cái miệng. Tôi sợ anh làm hộp cô ấy kích động. Nếu như bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay tôi sợ cô ấy lại bị anh làm cho tức giận và ngất đi mất. Tôi sẽ không hồ đồ như vậy nữa. Tống Dung Đức trên mặt xấu hổ nhẹ giọng nói. Tôi biết cô ấy rất vất vả khi sinh con. Anh nghĩ gì vậy chứ? Tống Tuyết Nhu nhíu mày. Thật ra sau khi ly hôn, hai người có thể cùng nhau nuôi con. Tống Dung Đức mở miệng, một đôi mắt đào hoa lóe lên vẻ phức tạp. Sau khi kết hôn với cô ấy, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Hơn nữa bây giờ, đứa nhỏ vừa chào đời, đương nhiên hai người phải cùng nhau chăm sóc. Vậy thì phải xin lỗi, Khương Tuyết Nhu nói. Tống Dung Đức sững sờ. Vừa rồi tôi xin lỗi, nhưng cô ấy không muốn nghe tôi nói gì cả. Khương Tuyết Nhu nhìn anh một cái ngây người. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh lại trở thành lốp dự phòng của Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức sắc mặt tối sầm lại. Cô đủ rồi đó, cô muốn kích động ly gián sao? Tôi coi như là cái lốp dự phòng, không phải tôi cũng không đủ tốt, mà là lão Hoắc quá tốt, khiến cho tôi đều bị hạ thấp. Thôi quên đi, anh ấy cũng như vậy. Khương Tuyết Nhu xem thường, EQ của anh quá thấp. Đã ai quy định là phụ nữ tức giận, buồn bực thì đàn ông xin lỗi liền được tha thứ chứ? Nếu như một lời xin lỗi có tác dụng, thì tại sao phải có cảnh sát làm gì? Tống Dụng Đức, nếu anh thật sự muốn cô ấy tha thứ cho anh và cứu vãn cuộc hôn nhân này, anh hãy đi mua một cái ván giặt đồ đi. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nói, quỳ xuống nói lời xin lỗi. Đúng rồi, anh cũng làm mất quần áo của cô ấy. Chỉ cần mua gấp 10 lần bộ quần áo đẹp đưa cho cô ấy, đưa thẻ ngân hàng cho cô ấy. Sau này cô ấy muốn mua thứ gì thì mua thứ đó, đồng thời bưng trà, đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm. Ban đêm cô ấy cho con bú, anh cũng phải ở bên cạnh chăm sóc. Ban đêm cô ấy ngủ, đứa bé khóc thì anh phải dỗ dành. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tống Dung Đức kinh ngạc tròn xoe. Cô đang đùa tôi sao? Cả đời này tôi đã quỳ với ông nội rồi. Cô muốn tôi quỳ trước một người phụ nữ sao? Một người phụ nữ vừa rồi bị anh làm cho sinh non, ngoại trừ một lời xin lỗi, anh không muốn trả giá điều gì sao? Khương Tuyết Nhu chế nhạo. Nếu đây là cách xin lỗi của anh, vậy tôi cũng sẽ thuyết phục anh nên ly hôn với Minh Kiều, bởi vì tôi không xem đó là lời xin lỗi chân thành. Tống Dung Đức lập tức không nói được lời nào nữa. Đây chỉ là lời khuyên của tôi với anh thôi, anh tự mình quyết định đi, không ai ép buộc anh hết. Khương Tuyết Nhu xoay người chuẩn bị trở về phòng. Chờ một chút, Tống Dung Đức bó tay toàn tập. Tôi làm chuyện này, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi chỉ biết, nếu như anh không làm gì thì anh không có cơ hội nào cả. Khương Tuyết Nhu sắc mặt không tốt đi thẳng vào bên trong. Tống Dung Đức vẻ mặt đau khổ đứng ở cửa, khóc không ra nước mắt. Anh cũng muốn cùng Quý Tử Uyên bàn bạc, nhưng là Quý Tử Uyên kia chết ở đâu rồi? Quý Tử Uyên kia đang đứng ở lầu 1. Nguyễn Nhan đeo khẩu trang, buổi tối không có ai ra vào lầu 1. Khi cô bước tới cửa, Quý Tử Uyên cũng đã đi tới. Thân hình thon dài của anh cao hơn cô rất nhiều. Cô về lúc nào vậy? Quý Tử Uyên đẩy mắt kính. Những người phụ nữ khác vội vàng tìm người bao nuôi, cô lại tài giỏi hơn nhiều. Tìm phụ nữ làm chỗ dựa, còn thân thiết với con gái nuôi của Tổng thống, đúng là rất có năng lực. Cảm ơn. Nguyễn Nhan bình tĩnh trả lời, giống như cô hoàn toàn không nghe thấy sự châm chọc của anh vậy. Quý Tử Uyên cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên xoay người đến gần cô. Nguyễn Nhan, hoan nghênh cô trở về. Đúng lúc gần đây tôi rất nhàm chán, tôi không ngại chơi đùa với cô đâu. Nguyễn Nhan hờ hững nhìn anh ấy một cái. Đáng tiếc tôi không có bất cứ hứng thú gì với anh hết. Cô nói xong thì bước đi.
Dưới ánh đèn, Quý Tử Uyên nhìn bóng lưng của cô mặc áo khoác rộng, thấp thoáng nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn. Cô đi đôi giày vải màu trắng, lộ ra cổ chân tinh tế. Gió đêm thổi mái tóc dài của cô, khí chất cao quý. Đáy mắt của Quý Tử Uyên lóe lên u ám. Anh cong môi, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tống Dung Đức gọi tới. Cậu chạy đi đâu vậy? Hiện tại tôi rất phiền, Khương Tuyết Nhu nói đi mua ván giặt đồ. Vậy cậu đi mua ngay đi, Quý Tử Uyên hời hợt nói. Mẹ nó, cậu... Tôi cặn bã thế nào cũng sẽ không đưa quần áo của người phụ nữ mình mua cho người khác đâu. Quý Tử Uyên cắt ngang, Tống Dung Đức nghẹn lời, anh ta còn muốn nói gì đó nhưng Quý Tử Uyên đã cúp máy. Anh ta tức muốn chết bởi vì cậu chưa ghen, đến lúc cậu ghen thì còn làm quá đáng hơn tôi nữa. Tống Dung Đức hầm hừ nghĩ thầm, chẳng qua chờ một chút, ghen sao? Anh ta ghen cái gì chứ? Tống Dung Đức sắp phát điên lên. Sau khi người nhà họ Tống về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Tuyết Nhu và một người chăm sóc. Chẳng qua thuốc tê dần hết tác dụng, Lâm Minh Kiều đau đớn không thể ngủ được. Rạng sáng, ba Lâm mẹ Lâm, Lâm Minh Sâm chạy tới từ Thanh Đồng. Lâm Minh Kiều vừa nhìn thấy ba mẹ thì không nhịn được mà ôm mẹ Lâm khóc lên. Mẹ, con rất nhớ mẹ, con nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa. Con nói cái gì đấy, chẳng qua chỉ là sinh con thôi, cũng không phải là lấy mạng của con. Nhưng không phải nói tháng sau mới sinh sao? Sao lại đột nhiên sinh rồi? Mẹ Lâm đau lòng muốn chết. Người ta nói phụ nữ sinh con phải trải qua cảm giác chết đi sống lại. Mà lúc cô ấy sinh thì lại không có ai ở bên cạnh. Lâm Bình Kiều không nói chuyện, tủi thân khóc lớn hơn. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy? Bà Lâm trầm mặt xuống. Có phải Tống Dung Đức bắt nạt con có đúng không? Lâm Bình Kiều hít mũi, cuống họng khàn khàn nói. Ba, mẹ, con muốn ly hôn. Mặc dù cô ấy không thừa nhận nhưng lại nói muốn ly hôn cũng là gián tiếp thừa nhận Tống Dung Đức bắt nạt mình. Mặt của Lâm Minh Sâm lạnh lẽo không nói gì mà xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc này Tống Dung Đức đi vào. Cậu đến rất đúng lúc, rốt cuộc cậu đã làm gì Minh Kiều? Lâm Minh Sâm tức giận hỏi, sau đó đấm anh ta một cái. Tống Dung Đức lảo đảo lùi lại mấy bước đụng vào cửa. Anh ta mờ mịt. Rất ít người dám đánh cậu cả Tống, nhất là sau khi chú anh ta làm tổng thống thì anh ta đi đến đâu cũng được chào đón. Trong lòng của anh ta tức giận, nhưng anh ta nhìn ánh mắt trách cứ của nhà họ Lâm thì cơn tức giận giống như bị chặn lại, không bùng nổ ra ngoài được nữa. Anh bình tĩnh một chút. Tống Dung Đức đưa tay, vội vàng nhìn về phía người tỉnh táo duy nhất trong phòng này là Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu nhìn ván giặt đồ trong tay anh ta thì thở dài. Cô đi tới nói, chú gì mọi người nghe anh ta nói đã, để anh ta nói đi. Bà Lâm lạnh giọng nói, Tống Dung Đức, tôi biết thân phận của cậu không tầm thường, nhưng vì sao hai đứa kết hôn thì trong lòng cậu biết rõ nhất. Mặc dù nhà họ Lâm dễ tính nhưng Minh Kiều đi đến hôm nay cũng do nhà họ Tống từng bước dồn ép. Không sai, các người để tổng thống nhận nó làm con gái nuôi, nhưng mấy người nghĩ nhà họ Lâm muốn có quan hệ với tổng thống sao? Con bé nhận vinh quang bao nhiêu thì sau này cũng phải đối mặt với nguy hiểm bấy nhiêu. Ví dụ như chuyện Mạnh Nghị Viên lần này, nếu như con bé không bị dính líu vào nhà họ Tống thì có phải lo lắng sợ hãi mỗi ngày hay không? Đúng vậy, không phải nhà chúng tôi không có tiền. Mẹ Lâm cũng nói, lúc trước cậu cũng xem thường con gái của tôi qua lại với những người phụ nữ khác, thậm chí còn làm cho con bé sinh non. Sau đó người phụ nữ bên ngoài không muốn cậu nữa, cậu mới biết đường quay về. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, con gái của tôi không tốt ở chỗ nào? Cậu muốn nó làm lốp xe dự phòng sao? Cậu xứng sao? Sắc mặt của Tống Dung Đức trắng bệch. Một lúc sau, anh ta cắn răng quỳ xuống ván giặt đồ. Đau quá, mẹ nó chứ, đau muốn chết luôn. Mọi người sửng sốt một chút, ngay cả Lâm Minh Kiều cũng kinh ngạc. Con xin lỗi, chuyện này là lỗi của con. Con và Minh Kiều cãi nhau, nên cô ấy mới sinh non. Tống Dung Đức lấy ra một tấm thẻ đen, đôi mắt đào hoa tội nghiệp nhìn Lâm Minh Kiều. Hôm nay em mắng rất đúng, anh là người đàn ông lại không cho em tiền, còn tặng quần áo của em mua cho người khác. Anh không phải là người, sau này em cầm lấy thẻ của anh, em muốn tiêu xài thế nào cũng được. Còn có, hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại, anh đã mua lại đứng tên của em rồi, sau này em có thể mua sắm mà không cần phải trả tiền nữa. Lát nữa, bên đó sẽ đưa mẫu mới nhất đến, cho dù là giày hay là quần áo, em thích gì thì họ sẽ đưa tới. Lâm Minh Kiều giật mình há miệng, anh ta mua trung tâm thương mại cho cô ấy sao? Trung tâm thương mại là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Chắc chắn anh ta tốn rất nhiều tiền. Mà Tống Dung Đức kiêu ngạo ngang ngược như thế lại quỳ ván giặt đồ. Lâm Minh Kiều nghi ngờ mình hoa mắt.
thậm chí lỗ tai cũng xuất hiện ảo giác. Đừng nói Lâm Minh Kiều, ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng khâm phục hành động của anh ta không thôi. Cô chỉ nói Tông Dung Đức bồi thường quần áo cho Lâm Minh Kiều, anh ta trâu bỏ hơn, mua cả trung tâm thương mại. Lâm Minh Sầm nhíu mày, Tông Dung Đức, tôi thừa nhận tài sản của cậu rất phong phú, nhưng một người phụ nữ cần được thỏa mãn trên tinh thần. Cậu lại không biết nhường nhịn người vợ sắp sinh của mình, làm cho con bé kích động đến sinh non. Người như cậu có tư cách gì mà làm chồng người khác chứ? Anh, sau này em sẽ sửa mà. Tống Dung Đức tội nghiệp nhìn đứa bé. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang ở cữ, dù sao cũng cần con chăm sóc con. Nếu như không thì cô ấy sẽ rất vất vả. Con thề, mình có thể làm được những công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Mình kiểu thoải mái dễ chịu ở cữ là được rồi. Nếu như mọi người không yên tâm, mẹ vợ có thể ở lại giám sát. Mọi người nghĩ xem, đứa bé còn nhỏ như vậy, nếu như không có bà thì đáng thương biết bao. Thái độ nhận lỗi của anh ta rất tốt, là còn nhắc tới đứa bé. Bà Lâm và mẹ Lâm nhất thời cũng không biết nên nói gì, dù sao ly hôn cũng không tốt cho đứa bé mà cô ấy đang ở cữ. Bà Lâm lên tiếng, vậy chờ con bé hết ở cữ rồi tính tiếp, còn phải xem biểu hiện của cậu nữa. Ba, Lâm Minh Kiều bĩu môi, mặc dù thái độ nhận lỗi của Tống Dung Đức rất tốt, hành động mua lại trung tâm thương mại làm cho cô ấy bất ngờ, quy ván giặt đồ cũng làm cô ấy hết giận, nhưng cô ấy chưa quên lúc trước anh ta chọc tức mình ra sao. Mẹ Lâm thở dài, thế nào, con muốn cậu ta hoàn toàn không quan tâm đứa bé, mỗi đêm còn cố gắng cho con bú, cậu ta thoải mái ngủ ở nhà, con cam lòng sao? Lâm Minh Kiều, cô ấy không vui lắm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, mấy người quay lại thì nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa, khóe môi anh nhếch lên. Anh Tuấn, sao cậu lại đến đây? Tống Dung Đức sợ hãi muốn đứng lên, nhưng anh ta vừa động đậy thì đầu gối đau đớn, sau đó chật vật ngã xuống. Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta, khóe miệng run lên. Anh nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, anh đến đón em. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Khương Tuyết Nhu, da mặt cô không khỏi hơi nóng lên. Bà Lâm vội vàng cười nói, Tuyết Nhu, vậy con về đi, dì ở đây rồi, đêm nay dì trông nom là được. Hơn nữa, bà ấy dừng một chút, ánh mắt liếc Tống Dung Đức. Con người đã nói muốn chăm sóc cho đứa bé và phụ nữ ở cữ vào ban đêm, dù sao thì cũng phải để cậu ta hiểu biểu hiện tốt một chút. Mẹ vợ nói rất đúng, cô mau về với anh Tuấn đi. Tống Dung Đức tranh thủ xua tay. Được rồi, Khương Tuyết Nhu cười một tiếng, cô chào hỏi với Lâm Minh Kiều rồi chuẩn bị đi với Hoắc Anh Tuấn. Chờ một chút, Hoắc Anh Tuấn lấy ra một bao lì xì rất dày đặt ở bên cạnh đứa bé. Tống Dung Đức nhìn thoáng qua nói, bao lì xì này của cậu quá lớn rồi, người anh em, không ngờ cậu nghĩa khí như thế. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn anh ta, anh cau môi nói, bạn thân của Tuyết Nhu sinh con, tôi nên đi nhiều một chút. Tống Dung Đức, ý là anh lì xì cho đứa bé không hề liên quan đến anh ta. Lâm Minh Kiều nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Dung Đức thì rất buồn cười, đây gọi là tưởng vở. Tống Dung Đức bỗng nhiên thấy cô cười thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì cô ấy cũng cười rồi. Nếu anh ta biết sớm thì đã để Hoắc Anh Tuấn sỉ nhục mình thêm mấy lần nữa. Đi thôi, Hoắc Anh Tuấn ôm vai Khương Tuyết Nhu rời đi. Trên hành lang, Khương Tuyết Nhu hỏi, sao anh đến đây? Hiểu Khê và Hiểu Lạnh đâu? Ngủ rồi, Hoắc Anh Tuấn nói. Em yên tâm đi, con nhỏ ngủ như heo đó, sẽ không tỉnh lại đâu. Anh nghe Quý Tử Uyên nói, em sẽ ở đây trông nom đến đến. Nếu anh biết em sẽ trông nom, thì đến đón em để làm gì? Khương Tuyết Nhu không vui nói. Hoàng Anh Tuấn dịu dàng xoa tóc cô. Em đã chỉ cách Tống Dung Đức nhận lỗi, chứng tỏ em cũng không muốn bọn họ ly hôn. Vậy thì em ở đó để làm gì? Làm bóng đèn sao? Em nên cho Tống Dung Đức có cơ hội biểu hiện tốt chứ. Khương Tuyết Nhu nghĩ lại cũng đúng. Thật ra sau khi nhà họ Lâm đến thì cô cũng đã định rời đi. Sau khi cô lên xe thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Anh sợ em đói bụng nên trên đường tới đã mua pizza cho em đó. Còn có mực cay áp chảo. Hoàng Anh Tuấn lấy mấy túi giấy phía sau cho cô. Khương Tuyết Nhu vốn không cảm thấy đói. Lúc này cô ngửi mùi đồ ăn thì bụng đói kêu lên. Hành động này của Hoắc Anh Tuấn làm cho cô cảm thấy ngọt ngào. Đôi khi cô thấy phụ nữ rất dễ dàng thỏa mãn. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, em ăn những món này có ảnh hưởng đến vóc dáng của em không? Khương Tuyết Nhu bĩu môi, giả vờ sờ sờ cái bụng của mình. Hoắc Anh Tuấn đến gần hôn cô một cái. Cho dù em biến thành một người mập thì anh cũng thích. Anh biết được, dù sao đàn ông các anh luôn nói lời mật ngọt. Khương Tuyết Nhu rất hài lòng nhưng vẫn kiêu ngạo lườm anh một cái. Nếu anh để ý những điều đó thì sẽ không mua cho em đâu. Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ vô tội. Hơn nữa,
Em đã sinh hai đứa bé cho anh rồi, đó là một chuyện vĩ đại, rất đáng giá để anh đối xử tốt với em cả đời này. Sao anh lại nhắc đến chuyện này? Phương Tuyết Nhu kinh ngạc, trước kia cô không thấy anh nói qua. Vừa rồi anh thấy sắc mặt của Lâm Minh Kiều rất yếu ớt, tiểu tụy. Anh nghĩ cô ta chỉ sinh một đứa bé đã như vậy, lúc em sinh hai đứa thì không phải sẽ đau hơn sao? Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô, trong mắt lộ vẻ đau lòng. Cho nên sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em gấp đôi. Khi đó thật sự rất đau. Phương Tuyết Nhu ê ẩm gật đầu. Lúc ấy em chỉ có thể sinh mổ, sau đó còn đau bụng suốt mấy tháng. Khi đó anh còn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu nữa. Anh xin lỗi mà. Trước kia anh quá đáng cặn bã. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô tự trách nói. Anh cũng muốn mua bán giặt đồ. Sau này anh làm ra chuyện gì thì sẽ quỳ có được không nào? Phương Tuyết Nhu đẩy anh ra, vùi đầu ăn mực cay áp chảo. Mặc dù nhắc lại chuyện không vui, nhưng cô cũng không phải là người nhỏ mọn. Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn cô, trong lòng lại muốn giết chết mình ngày trước. Anh càng biết nhiều chuyện thì càng hận không thể bảo vệ cô trong bàn tay. Anh nhìn em làm cái gì, lái xe đi. Phương Tuyết Nhu nói, vậy em nghỉ ngơi một lát. Hoắc Anh Tuấn phát động xe, Phương Tuyết Nhu ăn hết mực cay áp chảo và một nửa pizza. Cô ấy không nên lãng phí đồ ăn nên đút cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn vừa lái xe vừa được cô đút ăn. Phương Tuyết Nhu xử lý xong pizza thì có chút buồn ngủ. Lúc đầu cô chỉ định nhắm mắt một lúc, kết quả cô lại ngủ mất. Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên giường lớn màu trắng, trần nhà treo đèn chùm thủy tinh sáng long lanh. Cô đột nhiên ngồi dậy nhìn xung quanh, chỗ này là khách sạn mà. Tuyết Nhu, em tỉnh rồi sao? Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở cuối giường giúp cô cởi giày. Anh thấy em ngủ rồi nên không đưa em về nhà họ Diệp nữa. Có lẽ em cũng không muốn đến Sơn Trà Hoắc Thị, cho nên anh đưa em đến khách sạn. Lúc người đàn ông nói chuyện thì ánh mắt rất sạch sẽ trong suốt, nhưng Khương Tuyết Nhu không thể tin được. Cô ngồi dậy, cảm giác mình rơi vào hang sói xấu xa. Anh có thể gọi em dậy khi đến nhà họ Diệp mà. Anh thấy em ngủ say như thế nên không đành lòng. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn sâu xa. Em muốn về nhà. Khương Tuyết Nhu hừ lạnh một tiếng rồi ngồi dậy. Em yêu, em biết mấy giờ rồi không? Hoắc Anh Tuấn chỉ vào đồng hồ. 3 giờ sáng rồi, em ngủ sớm một chút đi. Em về nhà họ Diệp thì cũng phải hơn 4 giờ mới có thể ngủ. Em không mệt sao? Mà anh cũng không làm gì em cả. Sáng mai anh còn phải đưa con đến nhà trẻ nữa. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ chán nản. Bây giờ thời gian muộn rồi mà cô thì cũng rất mệt mỏi. Ngủ đi, em cũng không tắm nên hôi như thế. Anh còn có thể hứng thú với em sao? Hoặc anh Tuấn trêu chọc. Anh có ý gì chứ? Em hôi ở chỗ nào? Anh dám ghét bỏ em. Khương Tuyết Nhu bực bội đánh anh. Tay cô mềm nhũn, cô đánh không đau mà càng giống như làm nũng hơn. Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn lên xuống nắm lấy cổ tay của cô. Ngoan nào, đêm hôm khuya khoắt, đừng trêu chọc anh. Cô trêu chọc anh lúc nào chứ? Phương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn ánh mắt nóng rực của anh thì mặt đỏ lên. Cô dùng sức đẩy anh ra. Lưu manh, cô mắng một câu rồi kéo chăn ra nằm xuống. Hoắc Anh Tuấn cũng nằm bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô. Đi ra, anh ngủ trên ghế sofa đi. Khương Tuyết Nhu đẩy anh. Hai người vừa tái hợp, đêm đầu tiên đã ngủ cùng nhau. Có vẻ cô không cố gắng. Ít nhất cô phải kiên trì một tuần, nếu không thì Lâm Minh Kiều lại xem thường mình. Không chịu, ghế sofa quá ngắn, anh không ngủ ngon. Hoắc Anh Tuấn không chịu buông tay. Khương Tuyết Nhu lạnh mặt, giả vờ đứng dậy. Vậy thì em ngủ ở ghế sofa. Đừng mà. Hoắc Anh Tuấn vội vàng ngăn cô lại, đôi mắt mệt mỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh ngủ cho. Anh nói xong thì thành thật đi đến ghế sofa. Ghế sofa thật sự ngắn, dáng người cao lớn của anh phải cuộn lại trên ghế, chân còn vươn ra ngoài, lại không có chăn, chỉ có thể cầm gối ôm che bụng. Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy anh đáng thương, mềm lòng nói. Trong phòng không còn chăn sao? Hoặc anh Tuấn lắc đầu ngáp một cái. Thôi ngủ đi. Anh nói xong thì ngủ tiếp đi. Khương Tuyết Nhu vuốt tóc. Giờ này tất cả mọi người đều mệt mỏi, cô còn sợ anh sẽ chiếm tiện nghi. Cô để anh ngủ trên sofa, người ta đã sớm rất mệt mỏi, cô lại quá đề phòng. Mà trong thời tiết này anh sẽ không bị cảm đâu nhỉ? Chẳng qua lúc này cô cũng không tiện gọi anh lên giường ngủ. Cô suy nghĩ rồi điều chỉnh máy điều hòa cao hơn, sau đó mới đi ngủ. Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô mơ màng trên người có hơi nóng chuyển đến, thậm chí có tiếng thở nhẹ. Thường Tuyết Nhu nằm mơ. Trong giấc mơ, cô và Hoắc Anh Tuấn đang ở thời kỳ cuồng nhiệt. Mỗi lần hai người luôn quấn lấy nhau, sự ham muốn bỗng nhiên chui ra, cổ họng của cô không khống chế được mà phát ra những tiếng thở khẽ.
Cô ngây thơ đưa tay ôm lấy một cơ thể quen thuộc, sức nặng trên người cô càng lớn hơn, môi mỏng truyền đến cảm giác đau đớn. Cô mờ mịt mở hai mắt ra, đầu tiên cô nhìn thấy lông mi dài và dày của người đàn ông. Phong Anh Tuấn dịu dàng hôn cô, da thịt trắng nõn của cô lộ ra trong không khí. Điều làm cho cô không thể tin được là cánh tay của cô đang ôm lấy cổ anh. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, đầu óc chậm chạp của cô dần dần lấy lại tỉnh táo. Đây không phải là giấc mơ, tên khốn này dám nhân cơ hội cô ngủ say. Phong Anh Tuấn, đồ khốn nạn! Khương Thiết Nhu lấy lại tinh thần, cắn anh một cái. Tuyết Nhu, ngoan nào, anh chỉ muốn hôn em một cái thôi. Vừa rồi dáng vẻ ngủ say của em rất đáng yêu. Phong Anh Tuấn không để ý sự đau đớn mà hôn cô, quấn lấy cô. Lông mi của Khương Tuyết Nhu khẽ run rẩy. Hai người đang nằm trên giường, quần áo trên người không còn. Không chỉ là thử thách Phong Anh Tuấn mà còn hấp dẫn cô nữa. Trước kia cô không nghĩ mình có nhu cầu về chuyện này. Nhưng mỗi lần cô đối mặt với Phong Anh Tuấn thì giống như là bị nhóm lừa vậy. Phong Anh Tuấn, anh đi ra. Cô vừa đẩy vừa dãy giụa. Anh hôn một cái nữa. Tuyết Nhu, em thơm quá, anh rất thích em. Giọng khàn khàn của Hoắc Anh Tuấn không ngừng vang lên bên tai, làm cho cô ngây ra. Cô biết người đàn ông không đáng tin lắm, nhưng giọng của anh luôn luôn có sức hút kỳ lạ. Đến lúc cô phát hiện mình bị lừa thì đã quá trễ. Lúc cô tỉnh lại một lần nữa thì đã hơn 10 giờ sáng. Khương Thiết Nhu lấy lại tinh thần thì nhanh chóng sụp đổ. Cô đã nói phải kiên trì một tuần. Sao mới có một ngày mà cô đã không chịu được được chứ? Cô khóc không dán nước mắt, nhìn cái đầu sọ bên cạnh. Phong Anh Tuấn, anh lừa em chán ghét anh. Cô tức giận cắn vào vai anh một cái. Phong Anh Tuấn không nhúc nhích để cô cắn. Dù cô cắn đến chảy máu thì anh chỉ sờ đầu cô. Ngoan nào, chỉ cần em xả giận thì cắn bao lâu cũng được hết. Khương Thiết Nhu ngửi thấy mùi máu tươi. Cô hận không thể cắn nát anh. Nhưng lần nào cũng không quyết tâm được. Phong Anh Tuấn gặp cô không nhúc nhích, liền nằm sấp trên người mình thì cười một tiếng ôm lấy cô. Anh đưa em đi tắm nhé. Không cần, em tự đi được. Khương Tuyết Nhu vội vàng mặt đỏ tới mang tai giãy giụa lên. Em có chắc em đi được không đó? Phong Anh Tuấn nhíu mày. Khương Tuyết Nhu... Cô đỏ mặt lên, cảm giác bị khinh thường. Ai nói em không đi được? Vậy em thử xem. Phong Anh Tuấn đặt cô xuống đất. Khương Tuyết Nhu vừa động đậy thì hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống đất. May là Phong Anh Tuấn đã sớm đề phòng nên vội vàng ôm lấy cô. Tiếng cười của anh vang lên bên tai. Khương Tuyết Nhu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Phong Anh Tuấn đưa cô vào trong phòng tắm. Đáng lẽ 20 phút là xong, nhưng hai người tắm hơn một tiếng mới ra ngoài. Khương Tuyết Nhu lại được ôm ra ngoài. Cô vừa nằm xuống giường thì mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại thì đã là 2 giờ chiều. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô chắc chắn bệnh của Hoắc Anh Tuấn đã được chữa khỏi, mà anh còn khỏe hơn trước đó. Tuyết Nhu, em đói bụng chưa? Anh đã chuẩn bị cơm cà ri cho em rồi đó. Hoắc Anh Tuấn bưng đồ ăn tới. Cơm cà ri ở quán này ăn rất ngon. Khương Tuyết Nhu cố gắng ngồi dậy, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, nhưng anh không hề nhếch nhác như cô. Phong Anh Tuấn đã mặc đồ gọn gàng, quần dài màu đen phối hợp với áo khoác kaki, bên trong là áo sơ mi trắng, tóc rối trên trán cũng được chải gọn, lộ ra phần trán cao và lông mày lưỡi mát, vừa đơn giản lại vô cùng đẹp trai. Sao vậy? Phong Anh Tuấn nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô thì trong lòng lo lắng. Có phải em không thích ăn cà ri có đúng không? Hay là em không hài lòng với biểu hiện của anh sao? Phong Anh Tuấn vội vàng hỏi. Dù sao thì trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên của hai người. Anh chỉ sợ mình biểu hiện không tốt. Cút đi. Khương Thiết Nhu vô cùng xấu hổ. Cô cảm thấy anh cố ý, giống như cố tình châm chọc cô đã đắm chìm vào đó vậy. Anh đã làm sai gì sao? Phong Anh Tuấn lộ vẻ vô tội. Anh còn có mặt mũi hỏi em vấn đề này sao? Khương Thiết Nhu tức giận trợn mắt lên. Anh quá vô liêm sỉ. Anh nhân cơ hội em ngủ mà chiếm tiện nghi. Còn... Những hành vi này của anh làm cho em quá thất vọng. Hôm qua em còn tin tưởng anh. Hoặc anh Tuấn, anh là đồ lưu manh. Hoặc anh Tuấn chớp mắt. Tuyết Nhu, anh thừa nhận hôm nay anh quá đáng. Nhưng anh cũng không ngờ sức hấp dẫn của em quá lớn. Mà anh là một người đàn ông bình thường. Buổi sáng anh nhìn thấy em ngủ rất đáng yêu, nên không nhịn được muốn hôn em. Sau đó em chủ động ôm lấy anh, bắt đầu đáp lại anh. Anh... Không thể nào. Khương Tuyết Nhu lập tức giống như là thùng thuốc nổ, cả khuôn mặt đỏ bừng. Sao cô có thể làm chuyện hoang đường như thế chứ? Không thể nào. Cô cũng không đói khát như thế. Mặc dù trước kia bởi vì bệnh tình của anh nên cô cũng có chút không thỏa mãn lắm. Nhưng cô không thể không có tự chủ như vậy. Nếu như em không tin thì anh có thể thề. Hoặc anh Tuấn giơ tay lên. Đủ rồi.
Khương Thiên Nhu không thể nhịn được nữa, cắt ngang, kiềm chế nóng nảy nói. Cho dù lúc đó em không đẩy anh ra vì em đang ngủ, em không có ý thức được. Sau đó em tỉnh lại, nói anh đi ra, sao anh không làm theo? Hoặc anh Tuấn mím môi cô đơn nói, lúc đó anh không khống chế được mình nữa. Tuyết Nhu, em quá hấp dẫn, anh là một người đàn ông bình thường mà. Khương Tuyết Nhu cắn răng, mặc dù cô rất phiền muộn, nhưng trong lòng thì vẫn có chút mừng thầm, có điều... Không đúng, cô đột nhiên nhớ tới gì đó thì khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vui vẻ. Hoặc anh Tuấn, có phải anh đã khôi phục trí nhớ rồi không? Không có, vậy có phải lúc trước anh và Mạch Tử Hàm xảy ra quan hệ có đúng không? Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên rất tức giận, thậm chí lồng ngực muốn nổ tung. Anh đừng hòng lừa em, kinh nghiệm của anh quá phong phú, đừng nói là bản năng của đàn ông gì gì đó nhé. Kinh nghiệm của anh quá phong phú mà còn nhiều trò hơn trước kia nhiều. Thậm chí cô hoàn toàn không chống đỡ được. Cô nhớ kỹ rõ trước đó không lâu, hoặc anh Tuấn vẫn còn rất ngây thơ. Anh đột nhiên trở nên lợi hại như thế, Khương Tuyết Nhu chỉ có thể nghĩ tới Mạch Tử Hàm đã dạy anh. Khương Tuyết Nhu nghĩ tới anh và Mạch Tử Hàm từng làm chuyện đó thì cảm thấy vô cùng chua xót, tức giận giống như ăn cơm thiêu vậy, cực kỳ khó chịu. Anh không có mà. Hoặc anh Tuấn không quá dễ chịu. Không ngờ cô không tin anh như thế. Trước đó anh đã giải thích với em rồi, Mạch Tử Hàm chỉ hôn lên mặt anh thôi, hôn môi cũng chưa có nữa. Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Vậy em nói xem, kinh nghiệm của anh là từ đâu mà ra? Hoặc anh Tuấn, nếu anh không nói rõ ràng thì chúng ta sẽ kết thúc. Hoặc anh Tuấn chán nản nhíu mày, sau đó nhỏ giọng nói, anh học trong máy tính đó. Cái gì? Khương Tuyết Nhu không thể tin được. Trước đó không phải Tống Dung Đức đến Sơn Trang Hoắc Thị thăm anh sao? Cậu ta đưa USB cho anh, trong đó có rất nhiều. Hoặc anh Tuấn lén lén nhìn cô một cái. Sau khi anh mất trí nhớ thì không hiểu gì cả. Sau đó anh đã hiểu Tuyết Nhu, trước kia em vẫn luôn chiếm tiện nghi của anh. Khương Tuyết Nhu ngây ra, hiện tại cô có cảm giác cô đang cầm đá đập chân mình vậy. Chẳng qua cô không ngờ tên khốn Tống Dung Đức cho anh xem mấy thứ đó. Lúc đó Hoắc Anh Tuấn ngây thơ giống như một tờ giấy trắng lại bị Tống Dung Đức vây bẩn lên. Em không cho anh xem nữa. Cô cố ý trầm mặt, hoàn toàn bỏ qua câu em vẫn luôn chiếm tiện nghi của anh đó. Hoắc Anh Tuấn, anh nhìn những người phụ nữ khác thì có buồn nôn không? Không phải, anh đang học hỏi kinh nghiệm. Hoắc Anh Tuấn cười trộm nhéo tay nhỏ của cô. Sau này anh không xem nữa. Tuyết Nhu, em đừng nóng giận mà. Khương Tuyết Nhu cô không biết nên nói gì. Cô cố ý hừ lạnh một tiếng rồi vuốt tóc. Hoắc Anh Tuấn đặt chén xuống ôm lấy cô từ phía sau nói nhỏ. Tuyết Nhu, vậy em nói xem lúc trước anh lợi hại hay là hôm nay anh lợi hại hơn? Khương Tuyết Nhu đau đầu, cô không nên truy cứu. À, em hơi đói bụng rồi, mau đưa cơm cà ri cho em đi, em đói muốn chết. Cô muốn cầm lấy chén cơm. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn không đưa, ôm chặt lấy cô, trả lời anh đi. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng có quá đáng. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt nói, trả lời anh đi, nếu không thì anh chỉ có thể làm lại lần nữa thôi. Hoắc Anh Tuấn ôm khuôn mặt nhỏ của cô. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, vội vàng né tránh nói, được rồi, trước khi anh bị bệnh, có gì thì để so sánh chứ. Vậy làm sao Hiểu Khê và Hiểu Lãnh sinh ra được, anh không thể bị bệnh mãi được. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, dáng vẻ không hỏi rõ ràng sẽ không bỏ qua. Khương Tuyết Nhu im lặng, cho dù lúc trước hay là hiện tại thì cũng là anh thôi, có gì để so sánh đâu. Hơn nữa cô không cần mặt mũi sao? Hiện tại tốt hơn một chút. Cuối cùng thì cô vẫn vứt mặt mũi đi. Sau khi cô nói xong thì đẩy tay anh ra, cầm chén cơm cà ri lên ăn. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm nhìn cô. Tuyết Nhu, ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn đó. Anh rót ly nước để trước mặt cô. Khương Tuyết Nhu ăn cơm xong thì mới cảm thấy no bụng. Đúng rồi, hôm nay ai đưa Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi nhà trẻ đó? Anh đó, 6 giờ anh dậy rồi, sau đó đến Sơn Trang đưa xong bọn nhỏ đi học rồi quay về tìm em. Anh lười biếng vuốt sợi tóc dài trên vai cô ra phía sau. Khương Tuyết Nhu sẽ giật mình. Cô nhớ tối hôm qua anh ngủ rất muộn, mà anh còn ngủ trên sofa, sáng nay còn phải dậy sớm. Buổi sáng anh còn luôn vận động, thể lực không phải tốt bình thường đâu, có điều... Hay là anh ngủ một lát đi, Khương Tuyết Nhu do dự nói, dù sao thì anh cũng không còn trẻ tuổi. Em muốn nói cái gì đó? Hoặc anh Tuấn nhíu mày sâu xa hỏi, ý của em là anh đã hơn 30 rồi, sức khỏe sẽ đi xuống, giữ gìn. Khương Tuyết Nhu còn chưa nói xong thì anh đã ôm cô vào trong lòng rồi đánh vào mông cô mấy cái. Sức khỏe của anh rất tốt. Hoặc anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, em đừng nhắc đến tuổi tác của anh, em có tin anh chứng minh cho em xem không? Đừng mà. Khương Tuyết Nhu bị dọa sợ, vội vàng nâng mặt anh lên, không phải em đang quan tâm anh sao? Cảm ơn em đã quan tâm. Hoặc anh Tuấn cong môi,
Chẳng qua em yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ chết sau khi anh không thể vứt bỏ em ở lại trên đời này. Cho nên sức khỏe của anh không tốt cũng phải chống đỡ đến lúc chết sau em, sau đó anh sẽ xuống đó tìm em. Khi một người mất đi thì người ở lại mới là người đau khổ nhất. Khương Tuyết Nhu hiểu ra, trong lòng ấm áp, không nói lời nào ôm chặt lấy anh. Tuyết Nhu, cả nhà chúng ta đi du lịch nhé. Hoặc anh Tuấn bỗng nhiên nói, sáng nay anh nói chuyện với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, chúng ta vẫn chưa đi du lịch lần nào, bọn nhỏ rất vui vẻ. Chúng ta có thể chờ Minh Kiều ở cữ xong hay không? Khương Tuyết Nhu nhíu mày, cô cũng muốn cả nhà đi ra ngoài chơi, nhưng cô không yên tâm với tình trạng của Minh Kiều. Cô ta ở cữ, bé muốn làm bóng đèn sao? Hoặc anh Tuấn xem thường, em nghĩ cách giúp Tống Dung Đức chứng tỏ hy vọng bọn họ hòa thuận. Phụ nữ ở cữ là thời điểm yếu ớt nhất, cũng rất thích hợp cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Em cứ xen vào thì cũng không quá thích hợp đâu. Khương Tuyết Nhu sững sờ, anh nói cũng đúng. Vậy khi nào thì chúng ta đi? Ngày mai. Hoặc anh Tuấn nhíu mày, đầu tiên chúng ta ngồi máy bay riêng của bà anh đi dạo nước Y. Đúng rồi, bà anh nói anh đưa Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi tham quan thăm công ty của ông ấy một chút. Dù sao thì sau này hai đứa nhỏ sẽ tiếp nhận công ty. Khương Tuyết Nhu, cô đột nhiên có chút đau lòng cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Hai đứa bé còn nhỏ như vậy, lại có rất nhiều người muốn đưa tài sản vào trong tay bọn nhỏ. Đầu tiên là tập đoàn Hoắc Thị, hiện tại lại là tập đoàn Grasson. Hai công ty đều là công ty lớn xuyên quốc gia, có giá trị mấy trăm tỷ đô. Sau này hai đứa nhỏ sẽ mệt mỏi rất nhiều đây. Chúng ta còn có thể ở trong lâu đài cổ của ba anh, nằm sát bên bờ biển. Nghe nói chỉ đi nửa giờ là đến. Hoặc anh Tuấn cầm tay nhỏ bé của cô nói, còn có thể đến trang trại của ông ấy uống thử rượu nữa. Khương Tuyết Nhu hít vào một hơi. Được thôi, ngày mai chúng ta đi. Em không ở bên cạnh Lâm Minh Kiều nữa sao? Và anh Tuấn nhíu mày. Khương Tuyết Nhu ho khan một tiếng, sắc mặt không thay đổi nói, em cảm thấy vừa rồi anh nói rất đúng. Cô ấy ở cữ là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tốt nhất. Em không thể đi làm bóng đèn được. Nói đùa sao? Ở trong lâu đài cổ còn có thể đi vào bờ biển, rảnh rỗi đến trang trại uống rượu. Kết hợp với phong cảnh đẹp như chốn bồng lai của nước Y, có ai mà không muốn đến đó nghỉ ngơi chứ? Cô hận không thể đang ngồi trên máy bay để đến đó luôn. Buổi tối, Khương Tuyết Nhu mang theo Hiểu Khê và Hiểu Lãnh cùng đi thăm Lâm Minh Kiều. Đúng lúc nhìn thấy Tống Dung Đức phục về thay tã cho đứa bé. Wow, mẹ ơi, em bé thật là đáng yêu quá. Hiểu Khê đi tới dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu của em bé. Tống Dung Đức cười xấu xa. Con thích thì nói mẹ sinh cho các con một đứa đi. Khương Tuyết Nhu im lặng. Nếu cô lại sinh đôi một lần nữa thì sẽ điên mất. Không cần, mẹ có bọn con là đủ rồi. Hiểu Lãnh lạnh lùng nói. Hơn nữa, con có một đứa em gái đã đủ mệt mỏi rồi. Con không muốn thêm một phiền phức nữa. Anh nói ai phiền phức hả? Em không chỉ anh trưng ra cái khuôn mặt thối thì thôi. Hiểu Khê thở hồng hộc nói. Hai đứa bé cãi nhau làm cho em bé nhíu mày lại. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Hai đứa đừng quấy rầy em bé ngủ nữa. Đúng rồi, các người đã đặt tên chưa? Ông nội tôi đã đặt cho con bé rồi là Tống Đan Nguyệt. Tống Dung Đức vội vàng nói. Thật là dễ nghe. Khương Tuyết Nhu gật đầu để bọn nhỏ chơi với Đan Nguyệt. Cô đi tìm Lâm Minh Kiều nói chuyện phiếm. Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Không thoải mái, đau muốn chết. Lâm Minh Kiều uể oải nói. Cả ngày tôi còn phải đối mặt với Tống Dung Đức, cảm giác không thở nổi. Cậu không muốn đối mặt với anh ta, chẳng lẽ muốn anh ta không quan tâm sao? Khương Tuyết Nhu cười nói. Vì sao chứ? Cậu mang thai 10 tháng, cực khổ sinh con. Vì sao anh ta không phải trả giá? Không làm gì cũng được làm ba. Cậu sẽ thoải mái sao? Sao cậu nói giống với mẹ tớ thế? Lâm Minh Kiều bĩu môi. Mẹ tớ nói tớ hành hạ anh ta, tra tấn anh ta. Mẹ cậu nói rất đúng. Khương Tuyết Nhu tán thành. Trong lúc cậu ở cữ thì đừng quan tâm gì cả. Chăm sóc tốt cho mình, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt là được rồi. Tốt nhất, cậu đừng xuống giường để anh ta mang cơm đến đặt việc. Tớ nói cho cậu biết, chán ghét một người thì phải không ngừng tra tấn người đó. Bây giờ cậu ly hôn với anh ta, ngược lại làm cho anh ta thoải mái vui vẻ. Ít nhất cậu phải tra tấn anh ta sống không bằng chết mới bỏ qua. Tớ nghĩ lại còn thấy tức giận. Vì sao anh ta cầm quần áo cậu mua tặng cho người khác chứ? Anh ta nghĩ tặng cậu cả trung tâm thương mại thì có thể đền bù tổn thương sao? Tổn thương này không thể so sánh bằng tiền được đâu. Không sai, tớ cũng cảm thấy như thế. Cuối cùng thì Lâm Minh Kiều cũng tìm được người ủng hộ mình. Cô ấy gật đầu. Cậu nhớ anh ta làm cho cậu chịu khổ như thế nào thì phải trả lại cho gấp trăm nghìn lần. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nhìn cô ấy. Lâm Minh Kiều nhìn ánh mắt u ám của cô thì rùng mình. Này, cậu cũng không cần phải làm quá như thế. Tóm lại, nếu như anh ta không nghe lời cậu
thì cậu gọi cho nhà họ Tống tố cáo. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc dặn dò. Đúng rồi, hôm nay tớ đến đây muốn nói với cậu một chuyện. Ngày mai, tớ định đưa hai đứa bé đến nước Y du lịch, có thể sẽ đi nửa tháng đó. Lâm Bình Kiều ngẩn người, cô lấy lại tinh thần ghen tị, muốn rủ lông. Khương Tuyết Nhu, cậu rất quá đáng, tớ đau khổ ở cữ, cậu lại muốn đi du lịch. Chờ một chút, cậu đưa Hiểu Lãnh và Hiểu Kê đi sao? Không thể nào. Cô lập tức trở nên nghi ngờ, mặc dù người ta nói một lần mang thai sẽ ngốc 3 năm, nhưng cô ấy không ngốc như thế. Khương Tuyết Nhu có chút lúng túng chột dạ. Tớ không thể một mình mang theo hai đứa bé được, hoặc anh Tuấn sẽ đi với tớ. Bà anh ấy muốn đi cùng với chúng tớ. Bà anh ấy muốn Hiểu Khê và Hiểu Lãnh làm quen với công ty của mình. Sau này bọn nhỏ sẽ tiếp quản công ty. Mẹ nó, bọn nhỏ mới có mấy tuổi chứ, còn phải làm quen với công ty. Lâm Minh Kiều vừa ước ao vừa ghen tị. Số phận của Hiểu Khê và Hiểu Lãnh thật là tốt. Hay là chúng ta kết thông gia từ bé đi. Cậu đừng nhìn Đan Nguyệt nhà tớ còn nhỏ, cũng đừng nhìn Tống Dung Đức có chỉ số thông minh quá thấp. Nhưng con bé thừa kế gen thông minh xinh đẹp của tớ nên tương lai chắc chắn không thua kém đâu. Cậu khen bản thân như thế mà trong lòng không chột dạ sao? Khóe miệng Khương Tuyết Nhu giật giật. Ồ, nếu tớ không tài giỏi thì có thể trở thành nhà điều chế trẻ tuổi nhất toàn cầu sao? Cậu nghi ngờ vẻ đẹp của tớ à? Lâm Minh Kiều hít mắt. Tớ chỉ không may mắn nên luôn luôn gặp phải đàn ông cặn bã mà thôi. Được rồi, tớ không dám kết thông gia từ bé cho Hiểu Lãnh. Đến khi thằng bé lớn lên thì có thể tác hợp một chút. Khương Tuyết Nhu nói, đến lúc đó tớ sẽ mang quà về cho cậu. Cậu cứ ở cữ cho tốt đi nha. Lâm Minh Kiều buồn bực thở dài. Tớ nghĩ đến chuyện cậu được đi du lịch thì vô cùng ghen tị. Cô ấy dừng một chút, lại vội vàng thấp giọng nói, tớ cảnh cáo cậu, đừng để Hoắc Anh Tuấn chiếm được nhanh như thế đó. Khương Tuyết Nhu... Cô không còn mặt mũi nói Hoắc Anh Tuấn đã chiếm được cô rồi. Khương Tuyết Nhu lung tung ho khan. Đúng rồi, tớ nghe Hoắc Anh Tuấn nói, lúc trước Tống Dung Đức đến Sơn Tràng, anh ta mang theo rất nhiều phim đen cho Hoắc Anh Tuấn xem. Không ngờ tên kia đê tiện như thế. Cậu dạy dỗ anh ta cho tớ đi. Cậu nói là phim đen là... Trán của Lâm Minh Kiều đầy vành đen. Khó trách lần trước Tống Dung Đức đi Sơn Trang nói muốn đưa quà cho Hoắc Anh Tuấn. Hóa ra là món quà này. Không nhìn ra bình thường anh nghiêm túc đàng hoàng. Không ngờ... Cho nên Hoắc Anh Tuấn xem xong thì tìm cậu thực hành hả? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên ý thức được gì đó, đôi mắt sáng lên. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không để anh ấy thực hành thành công đâu. Khương Tuyết Nhu đau đầu. Chuyện đó đã trễ rồi, tớ phải về nhà thu dọn hành lý, tớ đi trước đây. Quả nhiên, Lâm Minh Kiều lộ vẻ hiểu rõ. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt, tranh thủ tìm lý do, rồi đưa hai đứa bé chạy trốn. Cả nhà bạn thân đi du lịch, Lâm Minh Kiều hâm mộ nhìn trần nhà thở dài. Em sao vậy? Có phải đói rồi không? Tống Dung Đức ôm con cẩn thận đi tới gần hỏi thăm. Lâm Minh Kiều không thay đổi sắc mặt nhìn anh ta một cái. Cả nhà Tuyết Nhu đi du lịch nước Y mà tôi chỉ có thể nằm ở đây hâm mộ. Từ khi tôi mang thai thì rất lâu rồi không có đi ra ngoài chơi đó. Nếu em thích, sau khi em ở cữ xong thì có thể ra ngoài chơi. Tống Dung Đức nói xong, đột nhiên ý thức được anh ta và Lâm Minh Kiều đăng ký kết hôn lâu như vậy nhưng chưa từng đi du lịch, thậm chí không qua đêm ở bên ngoài. Thật ra đi ra ngoài chơi cũng không có gì là không tốt. Tống Dung Đức nghĩ đến đây thì nói, chúng ta có thể đi biển, mang thêm mấy bảo mẫu là được rồi. Tôi không muốn ra ngoài với anh đâu, Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói. Tống Dung Đức hít sâu một hơi, không được, anh ta không thể tức giận với cô. Lâm Minh Kiều lại liếc anh ta một cái. Tôi nghe nói anh đưa rất nhiều phim đen cho Hoắc Anh Tuấn, bình thường có lẽ anh cũng lén xem không ít, không ngờ anh lại đê tiện như thế. Chẳng qua anh đê tiện thì thôi đi, sao lại làm hư Hoắc Anh Tuấn chứ? Anh ta đột nhiên bị vạch trần. Đầu của Tống Dung Đức trống rỗng, sau đó khuôn mặt hoa đào đỏ lên. Đầu óc của anh ta rầm rầm, anh ta không ngờ Khương Tuyết Nhu biết chuyện này, còn nói cho Lâm Minh Kiều. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn thật là quá đáng, anh ta chia sẻ bí mật của mình cho Hoắc Anh Tuấn, anh lại tiết lộ ra ngoài, vô cùng không có lương tâm. Anh chỉ nghĩ cho anh Tuấn thôi, khi đó cậu ta mất trí nhớ, giống như tờ giấy trắng vậy. Anh chỉ muốn cậu ta hiểu rõ một số chuyện nam nữ mà thôi, còn bảo vệ tốt bản thân. Em lại không hiểu cho tấm lòng của anh. Anh ta cứng rắn nói. Chẳng qua Lâm Minh Kiều không tin. Mặc dù phụ nữ sinh con xong sẽ ngốc 3 năm, nhưng tôi cũng không trở thành đồ ngốc. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Nếu như anh thừa nhận, tôi còn có thể tôn trọng anh một chút. Không ngờ anh lại không dám thừa nhận. Tống Dung Đức, tôi khinh bỉ anh. Tống Dung Đức bị khinh bỉ thì tức muốn hộc máu. Lâm Minh Kiều, em đủ rồi đấy. Không biết anh xem nhiều như thế để làm gì nữa, lại không có phụ nữ để thực hành. Lâm Minh Kiều nói. Em...
Tống Dung Đức cảm giác vô cùng nhục nhã, lửa giận lan khắp người anh ta. Dường như đứa bé cũng nhận ra gì đó nên lập tức khóc lớn lên. Tống Dung Đức bị dọa sợ, vội vàng dỗ dành nói: Đan Nguyệt, đừng khóc, bà không có cố ý, đừng khóc mà, cầu xin con đấy. Bà cô ơi, con đừng có khóc. Nhưng cho dù anh ta dỗ thế nào thì Đan Nguyệt vẫn không hề quan tâm. Lâm Minh Kiều im lặng, cô cảm thấy Tống Dung Đức có năng lực làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên. Anh đưa cho tôi. Cô không đành lòng nhìn con khóc nên đành đưa tay ra. Cô ôm con rồi nhẹ giọng thì thầm dỗ dành một lát nên đứa bé ngừng khóc. Tống Dung Đức nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô thì lộ ra nụ cười. Trong lòng của anh ta cảm thấy rất thần kỳ. Không ngờ em còn biết dỗ dành người khác. Trước kia tôi giúp Tuyết Nhu chăm sóc hai đứa bé ở nước ngoài nên có chút kinh nghiệm. Lâm Minh Kiều nói, dỗ còn nhỏ phải có kiên nhẫn. Tống Dung Đức hiếm khi ngoan ngoãn lắng nghe. Anh ta nghiêm túc nhìn động tác của cô, nhìn đôi mắt đẹp của cô. Cô luôn luôn lạnh lùng, căm hận anh ta. Nhưng lúc cô nhìn con thì trên mặt đầy dịu dàng và cưng chiều, giống như đột nhiên biến thành người khác vậy. Mặc dù sắc mặt của cô không tốt lắm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Lúc cô cười lên thì giống như tuyết đầu mùa tan ra. Hiếm khi bầu không khí nhẹ nhàng tĩnh lặng, làm cho Tống Dung Đức có cảm giác không đành lòng quấy rầy. Anh ta lặng lẽ mím môi không nói gì nữa. Đến khi Lâm Minh Kiều ngẩng đầu lên thì thấy Tống Dung Đức yên tĩnh ngồi bên cạnh. Khung cảnh này rất kỳ lạ. Anh ngồi đây để làm gì? Đi ra ngoài đi, tôi còn phải cho con bú nữa. Lâm Minh Kiều trừng mắt liếc anh ta một cái. Tống Dung Đức trừng mắt nhìn. Em cho con ăn đi, anh cũng không ngăn cản em. Lâm Minh Kiều, cô nghi ngờ là anh ta cố ý. Anh ta không ngăn cản, nhưng cô sẽ xấu hổ. Tống Dung Đức không nhúc nhích. Đến khi anh ta cảm nhận được ngọn lửa nóng rực trong ánh mắt của cô thì mới phản ứng lại. Không lẽ em xấu hổ sao? Chẳng lẽ tôi không nên xấu hổ hả? Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Cô nghi ngờ Tống Dung Đức không có não. Tống Dung Đức cười. Không phải có người còn cho con bú trên đường sao? Chuyện này có là gì đâu, rất bình thường mà. Anh không thấy bây giờ các trung tâm thương mại xây dựng phòng cho mẹ bỉm sữa cho con bú hả? Lâm Minh Kiều buồn bực, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Vậy anh là chồng của em? Anh nhớ kỹ, anh là một người chồng sắp hết nhiệm kỳ rồi. Lâm Minh Kiều không thể nhịn được nữa mà nhắc nhở. Mà tôi không muốn tên lưu manh nhà anh nhìn thấy đâu. Tống Dung Đức đen mặt lại. Lâm Minh Kiều, em biết rõ chúng ta kết hôn lâu như vậy, nhưng anh không hề chạm qua em, đừng có tùy tiện nói xấu anh. Anh sưu tầm và phát tán các phim đen, anh nói anh không phải là lưu manh thì là cái gì? Lâm Minh Kiều chế giễu lại, là đê tiện sao? Coi như em lợi hại. Tống Dung Đức không nói lại cô, chỉ có thể chán nản xoay người đi qua phòng bên cạnh. Một lúc sau Đan Nguyệt ăn no rồi ngủ, nhưng cô bé không ăn nhiều. Đến 10 giờ tối, y tá tới kiểm tra cho cô nói. Cô nhiều sữa lắm, có thể dùng máy hút sữa. Tôi đã dùng rồi, cả buổi tối chỉ hút được có một chút thôi. Lâm Minh Kiều cảm giác không thoải mái, tay cũng tê cứng luôn. Y tá cười cười liếc Tống Dung Đức ngồi bên cạnh uống nước nói. Vậy cô có thể để chồng cô giúp đỡ. Tống Dung Đức phun nước ra. Anh vỗ ngực như bị sặc nước. Có phải giống như anh ta nghĩ không? Y tá nhìn hai người vừa lên chức cùng đỏ mặt thì buồn cười. Hai người là vợ chồng rồi còn xấu hổ nữa. Lâm Minh Kiều lúng túng, hận không thể chui xuống gầm giường. Sau khi y tá rời đi, phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Tống Dung Đức sờ mũi nhìn thoáng qua trước ngực của cô, không khỏi căng thẳng và khô nóng. Anh không ngại giúp đỡ đâu. Nhưng mà tôi ngại. Lâm Minh Kiều không nhịn được đỏ mặt liếc anh ta một cái. Minh Kiều, em đừng cậy mạnh mà. Tống Dung Đức lộ vẻ. Anh muốn tốt cho em thôi. Con người phải có suy nghĩ trong sáng, đơn giản một chút. Trong lòng Lâm Minh Kiều thầm chửi 18 đời tổ tông nhà anh ta. Có ý gì chứ? Anh ta nói cô có suy nghĩ không trong sáng và phức tạp có đúng không? Cho dù tôi khó chịu đến chết thì cũng không muốn anh giúp đỡ. Lâm Minh Kiều lộ vẻ cực kỳ ghét bỏ nhìn anh ta. Tống Dung Đức bĩu môi, không so đo với cô nữa. Rạng sáng, Đan Nguyệt lại uống sữa mấy lần. Chẳng qua em bé mới ra đời nên không ăn nhiều. Sau đó Lâm Minh Kiều vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi. Trong lúc cô mơ màng thì cảm giác có người đi tới ôm Đan Nguyệt đi, sau đó còn giúp cô sửa sang lại quần áo. Cô muốn mở mắt nhưng không mở ra được. Hôm sau cô tỉnh lại, cô nhớ tới chuyện rạng sáng thì cả người nóng lên. Cô nhìn thoáng qua phòng bệnh, chỉ có một bảo mẫu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn buổi tối con hàng Tống Dung Đức kia ngủ như heo, không thể nào là anh ta làm được. Dì Hồ, tối hôm qua con ngủ thiếp đi, là dì giúp con sửa sang lại quần áo có đúng không? Cô muốn nói cảm ơn với bảo mẫu. Bảo mẫu ngây ra cười nói, không có đâu, tối hôm qua cậu Tống nói tôi về sớm, cậu Tống vẫn luôn ở đây,
Cậu ấy nói muốn tự chăm sóc cho cô và con. Lâm Bình Kiều cứng đơ, cho nên tối hôm qua Tống Dung Đức giúp cô sửa sang lại quần áo xong, cô không khỏi đỏ mặt. Dì Hồ cười nói, cậu Tống rất quan tâm đến cô, tôi chăm sóc nhiều phụ nữ nhà giàu mang thai rồi, đừng nhìn người ta gả vào nhà giàu. Chẳng qua người chồng rất ít khi bế con, đừng nói là giống như cậu Tống tự mình chăm sóc cho con vào buổi tối. Trước đó cậu ấy không biết gì cả, nhưng cô xem 2 ngày nay cậu ấy đã biết thay tã và quần áo, vừa rồi còn ôm con lên lầu bơi lội nữa. Lâm Bình Kiều xem thường lẩm bẩm, anh ta là ba của đứa bé nên phải làm mấy chuyện này thôi. Ê, cô không hiểu đâu, mấy cậu chủ nhà giàu có thể dùng tiền giải quyết chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không tự làm, chuyện gì cũng trông cậy vào bảo mẫu giải quyết tất cả. Không sai, đây là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng đứa bé cũng cần tình thương của ba mẹ. Dì Hồ nhìn ngực cô một chút, tôi thấy cô rất khó chịu, có cần cậu Tông giúp đỡ không? Chủ đề thay đổi quá nhanh, Lâm Bình Kiều cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Cô im lặng là sự lựa chọn tốt nhất. Buổi sáng, ba mẹ Lâm và Trung Nghệ Phi cũng tới, còn mang theo đồ ăn của đầu bếp 5 sao của nhà họ Tống. Tóm lại, Lâm Bình Kiều ăn uống rất tốt trong tháng ở cữ. Tống Dung Đức đưa Đan Nguyệt đi bơi trở về. Mẹ Lâm quan sát tư thế anh ta ôm đứa bé, có thể thấy được thành thạo hơn nhiều. Bà là người từng trải nhiều kinh nghiệm, chắc chắn không phải là giả vờ. Đan Nguyệt vừa khóc, Tống Dung Đức đã biết cô bé đi tiểu nên vội vàng muốn đổi tã. Động tác thành thạo, mẹ Lâm hiếm khi lộ vẻ dịu dàng. Con bé chỉ mới đi có một chút, có thể không cần phải thay tã đâu. Vậy cũng không được, không thể để bé con nhà ta không thoải mái được. Tống Dung Đức vô cùng kiên nhẫn với công chúa nhỏ. Đúng rồi, mẹ chuẩn bị cho con một túi lớn đi, có thể để tã giấy, ấm nước các thứ. Không sai, có tiến bộ. Trung Nghệ Vi hiếm khi khen ngợi anh ta, không ngừng cố gắng, đã làm người ba tốt thì cũng phải làm người chồng tốt. Bà dừng một chút là nhiệt tình nắm tay mẹ Lâm. Bà thông gia, chuyện ở đây giao cho Dung Đức, chúng ta đi dạo phố đi. Không phải Dung Đức vừa mua trung tâm thương mại cho Minh Kiều xong, chúng ta đi dạo một chút. Yên tâm đi, nếu như Dung Đức dám lười biếng thì tôi cam đoan sẽ giết chết nó. Mẹ Lâm vừa tới không bao lâu đã bị Trung Nghệ Vi bắt đi. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Cô vốn muốn mẹ Lâm giúp cô hút sữa, thật là mệt mỏi. Tống Dung Đức nhìn cô thất vọng thì mím môi muốn nói lại thôi. Sau khi Lâm Minh Kiều ăn cơm xong rồi nằm lên giường chơi game, đột nhiên có người lấy đi điện thoại của cô. Bác sĩ nói trong thời gian ở cữ thì ít dùng điện thoại đi, không tốt cho mắt đâu. Em muốn bị mù hả? Tống Dung Đức ném điện thoại của cô lên ghế sofa. Anh nhắc nhở em rằng sáng nay em đã chơi rất nhiều rồi. Lâm Minh Kiều vốn bực bội, cô cũng biết chơi game điện thoại không tốt, nhưng Tống Dung Đức quan tâm thì cô khó chịu. Anh quản tôi hả? Coi như tôi mù lòa thì cũng do anh hại thôi. Ai bảo anh làm cho tôi mang thai sinh con? Tống Dung Đức ồ một tiếng. Anh sợ em sẽ đổ trách nhiệm lên người anh, cho nên anh mới không thể để em chơi. Đến lúc đó em mù rồi để... Anh ta dừng lại, vẻ mặt có chút căng thẳng không nói nữa. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Để anh cái gì? Để anh chịu trách nhiệm. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để anh chịu trách nhiệm đâu. Được rồi, em cũng sinh con rồi, anh không thể trốn tránh trách nhiệm. Tống Dung Đức hừ lạnh một tiếng. Em ngủ một lát đi, đừng có dùng mắt của mình ra đùa giỡn. Em cảm thấy anh nói sai, em có thể gọi điện thoại hỏi cha mẹ em xem anh nói có đúng hay không. Xem như anh lợi hại, còn biết tố cáo. Lâm Minh Kiều buồn bực không thôi. Cô thở hổn hển hừ lạnh một tiếng rồi nằm xuống đưa lưng về phía anh ta, tỏ vẻ không muốn quan tâm anh ta. Chẳng qua ngực cô rất đau, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi. Cô bỗng nhiên cảm thấy khác thường, giống như tảng đá trên ngực đột nhiên biến mất. Cô mông lung mở hai mắt ra nhìn thấy Tống Dung Đức đang luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo cho cô. Cô mở mịt, sau đó tỉnh táo lại thì vội vàng hét dầm lên. Tống Dung Đức, anh là đồ khốn. Đừng nói bậy. Tống Dung Đức vội vàng che miệng cô lại, đôi mắt đào hoa lóe lên sự mờ mịt phức tạp và nóng rực. Lâm Minh Kiều không biết mình vừa tức giận hay là xấu hổ, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng, đôi mắt xinh đẹp đầy sát khí. Hiện tại cô hy vọng mình đang nằm mơ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Không sai, cô và Tống Dung Đức đã có con, nhưng cuối cùng hai người chỉ làm một lần, mà lần đó cả người đều say, không nhớ rõ mọi chuyện. Cô vẫn luôn cảm thấy mình là cô gái ngây thơ. Anh nhìn em ngủ cứ lật qua lật lại khó chịu. Tống Dung Đức cũng rất xấu hổ. Anh ta là đàn ông, nhưng mặt thì cũng nóng bừng. Anh ta đã có con, thậm chí còn đưa phim đen cho Hoắc Anh Tuấn. Nhưng anh ta không có kinh nghiệm gì cả. Trước khi anh ta thầm mến Nhạc Hạ Thu lâu như vậy, nhưng chưa từng chạm vào tay những người phụ nữ khác. Nói anh ta là chàng trai ngây thơ thì cũng không quá đáng. Anh mới khó chịu, cả nhà anh khó chịu.
Lâm Minh Kiều đỏ mặt nhìn chằm chằm anh ta. Tống Dung Đức trừng mắt nhìn qua. Anh có quay lại video đó? Anh ta nói xong thì lấy điện thoại ra mở một đoạn video gần nhất. Video quay lại cảnh cô đang ngủ, chẳng qua ngủ không yên, tay nhúc nhích không yên vật. Cô ngây ra, cô không thể tin được lúc mình ngủ lại buông thả như thế. Tống Dung Đức thấy cô lúng túng xấu hổ thì khóe miệng cong lên. Cho nên anh nhìn thấy em khó chịu mới bất đắc dĩ giúp đỡ. Em cũng không cần phải cảm ơn anh đâu. Anh là chồng nên đây là chuyện phải làm thôi. Anh chỉ muốn nói rằng vợ ơi, vất vả cho em rồi. Lâm Minh Kiều muốn nôn ra máu. Anh ta nói thẳng toẹt mọi chuyện ra. Cô bị chiếm tiện nghi còn chưa nói gì, còn phải cảm ơn anh ta nữa. Đây gọi là đê tiện. Hiện tại em có dễ chịu hơn không? Tống Dung Đức cười tủm tỉm nhìn cô. Nếu em vẫn không thoải mái thì anh rất tình nguyện giúp đỡ. Cảm ơn, tôi tốt hơn nhiều rồi. Lâm Minh Kiều cầm chăn che mặt, cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người khác. Chẳng lẽ em xấu hổ sao? Anh không nhìn ra đó. Không ngờ người mặt dày như em cũng... Tống Dung Đức vẫn còn tiếp tục nói. Lâm Minh Kiều không thể nhịn được nữa mà mắng. Cút đi. Anh cút đây, anh chơi với Đan Nguyệt. Tống Dung Đức đi qua bên kia. Lâm Minh Kiều thở phào. Mặc dù cô hận không thể giết chết Tống Dung Đức, nhưng chẳng qua không thể không nói cô thoải mái hơn nhiều. Được rồi, cô nghĩ lại thì cảm thấy không cần phải gây khó dễ làm gì. Không phải chỉ bị cắn một cái thôi, chẳng qua là vị trí cắn không giống nhau. Lâm Minh Kiều cố chịu khuôn mặt đỏ bừng. Nếu như lần sau, cô sẽ giả bộ ngủ không biết gì cả. Lúc tỉnh lại cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, cô sẽ mất mặt một chút, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là đau nhức. Cô phát hiện mình sa đọa. Tống Dung Đức cũng phát hiện mình sa đọa. Mỗi lần anh ta nhân cơ hội cô ngủ thì lén lút giải quyết hơn một nửa lương thực của Đạt Nguyệt. Sau đó, Lâm Minh Kiều giả vờ không biết, cũng không nhắc tới. Tống Dung Đức giả vờ chưa làm gì cả. Hai bên dần dần ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Quý Tử Uyên đến thăm bệnh, ánh mắt nhìn Tống Dung Đức vô cùng kỳ lạ. Cậu nhìn cái gì? Tống Dung Đức không được tự nhiên. Tôi nhìn thấy tâm trạng của cậu không tệ. Quý Tử Uyên cười như không cười nói. Tôi nghĩ mỗi ngày cậu chăm sóc cho con và phụ nữ ở cữ trong bệnh viện sẽ muốn phát điên lên. Không ngờ cậu lại thoải mái như thế. Có con gái nên gia đình sung túc. Sau này cậu có con rồi thì sẽ biết thôi. Tống Dung Đức bình báo nói. Không sai, lúc đầu anh ta cảm thấy rất mệt. Chẳng qua sau khi anh ta và Lâm Minh Kiều thầm ăn ý với nhau, hiện tại anh ta hận không thể luôn ở trong phòng bệnh. Con sao? Quý Tử Uyên lẩm bẩm lạnh nhìn Đan Nguyệt trong lòng anh ta. Không thể không nói bé con rất đáng yêu. Anh vẫn nhận ra hai bản thân của mình đều được làm ba rồi. Anh không có hứng thú với việc lập gia đình. Chẳng qua độ tuổi này là thời điểm gen di chuyển hoàn mỹ nhất. Nhưng ai có tư cách sinh con cho anh chứ? Đúng rồi, rốt cuộc cậu và Thang Nhược Lan có kết hôn hay không? Tống Dung Đức tò mò hỏi. Không, Quý Tử Uyên lạnh nhạt. Ngày mai, Lâm Minh Kiều có thể xuất viện. Cậu nhớ buổi sáng làm thủ tục xuất viện đó. Anh nói xong thì quay người ra khỏi phòng bệnh. Anh cũng chỉ vô tình đi ngang qua đây. Anh vẫn có rất nhiều việc phải làm. Tống Dung Đức chớp chớp mắt rồi vội vàng đuổi theo. Khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ mất tự nhiên. Tử Uyên, tôi hỏi câu chuyện này là chuyện kia. Có phải cậu muốn hỏi khi nào thì mới có thể làm chuyện đó có đúng không? Quý Tử Uyên cắt ngang. Sao cậu biết? Tống Dung Đức lúng túng sờ mũi. Trên mặt cậu viết rõ như thế. Quý Tử Uyên cong môi. Chẳng qua bây giờ cậu nghĩ những chuyện này hơi sớm đó. Cậu có chắc người ta sẽ không ly hôn với cậu không? Chúng tôi cũng có con rồi, ly hôn gì chứ? Tôi không đồng ý. Tống Dung Đức muốn nói lại thôi nhìn anh. Cậu nói đi. 2 tháng sau. Lâu như vậy hả? Tống Dung Đức đầy mất mát. Quý Tử Uyên im lặng. Lâu sao? Tôi thấy có lẽ cậu không thể bò lên giường của người ta trong vòng 6 tháng được đó. Anh đả kích xong thì không lưu tình rời đi. Tống Dung Đức rất buồn rầu. Trước kia anh ta không nghĩ tới chuyện đó, nhưng trong lòng đã xuất hiện suy nghĩ này thì vô cùng ngứa ngáy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.